Quá Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số giò trầm trồng thuần của vườn mình. Mình nhớ là em thích xuống ngay chỗ đó là của bao công rồi đấy, mà không biết là cái gì. Và cây đang ra rễ bám vào gỗ rất là đẹp. Và có rất là nhiều giá để cho các bạn dễ lựa chọn mua. Và như giờ mình đang quay này có giá thành là 350.000. Và như giờ này giá thành là 300.000. Trầm này gồm có hai loại, đó là trầm Lào và trầm Myanmar, nhưng mà do khi mình trồng lộn xộn nên bây giờ mình không có lựa ra được. Và như giờ trầm mình đang quay trước mặt của các bạn thì giờ trầm này có giá thành là 400.000. Cọng của nó rất là mập. Và như giờ này có giá thành là 300.000. Cọng trầm rất là mập, xanh, đẹp. Và bộ rễ đang phát triển rất là tốt. Và còn như bản trầm này, một hai ba bốn năm sáu bảy, và bản trầm này có giá thành là 500.000. Bản này cũng rất là đẹp, cọng dài. Mập, khỏe. Lá rất là đẹp. Rễ đang phát triển cũng rất là tốt. Nhìn rễ của nó ra non, rất là dễ thương. Và giò trầm này có giá thành là 350.000. Vất ra rất là nhiều giá, từ 200, 250, 300, 350, 400, 500. Thì khi các bạn mua, các bạn có thể là nói giá thành các bạn muốn mua một giò trầm khoảng bao nhiêu tiền, thì mình sẽ lựa. Và mình ở Long An. Mình ở Long An, số điện thoại của mình là 0908 846 804. Mình tên Bích. Và như cái giò trầm này có giá thành là 200.000.
giờ trầm này thì 350.000, và mình thấy rằng cái cọng của nó so với những giờ trầm nãy giờ mình đã quay thì nó hơi khác, là nó ngắn và nó rất là mập. Như giờ này là 250.000. Giờ này cũng 250.000. Rễ đang ra rất là cưng. Và như giờ này là 350.000.